của Ngài. Và kính thưa quý vị, phía trước chúng ta đây là tổ đình, gọi là tổ đình nơi mà Đức Thầy được sinh trưởng tại đây. Và ở đây là có một cái hàng lưu, quý vị thấy hàng lưu này cũng rất là đặc biệt. Thì cái ý nghĩa cái hàng lưu này là ngày xưa là người ta hỏi Đức Thầy nước mà trong lưu này để chi nhiều như thế, thì Đức Thầy mới nói là sau này á, sau này á thì chết mà chôn không kịp á, thì tôi mới về đó, tôi về để mà tôi trị bệnh cho bá thánh. Vì lúc đó là Thầy nói là sau này có những cái cơn dịch bệnh mà thầy thuốc á, là không có thầy thuốc nào cứu kịp hết, chỉ có dùng phương tiện của phép Phật thôi, để dùng phương tiện để mà trị bệnh cho chúng sanh. Thì đó là vừa trị bệnh thân mà vừa trị bệnh tâm. Ở đây Đức Thầy muốn hàm ý là nước cam lồ đó, để mình dùng cái phương tiện để trị bệnh thôi. Và dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay là Châu Phú được đón tiếp gia đình của chị Mai Nguyễn từ bên Mỹ về quý vị. Và chị Mai Nguyễn cũng có nghe những cái Phật pháp nhiệm màu quý vị, và cũng có nghe những cái điều kỳ lạ. Là chị Mai Nguyễn mới nhờ Châu Phú cùng với sư huynh Thiện Nghĩa dẫn gia đình trở về tổ đình của Đức Thầy Phật giáo Hòa Hảo đó vì để mà giếng để mà thăm tại đây. Thì hôm nay Châu Phú cũng duyên lành gặp được thêm một đoàn của mình ở đâu hả cô? Lấp giò ha, Lai Dung. Lai Dung cũng đồng hành gặp nhau, đây là cũng là một cái duyên lành, mà đặc biệt cái duyên nữa là đứng trước những cái lưu vú nè trước mặt của Châu Phú. Thì đây là những cái lưu này rất là đặc biệt, có những cái câu chuyện nhiệm màu. Thì qua đây Châu Phú sẽ nhờ anh Thiện Nghĩa kể cho tất cả quý đồng đạo cùng nghe nha quý vị, những chiếc lưu này Đức Thầy để lại và có lời dẫn như thế nào. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Em chào sư huynh Thiện Nghĩa, chào các chào anh chị hát, cô chú hát ha. Thì qua đây chắc là cũng là đủ duyên rồi, mới gặp nhau hai đoàn mà gặp nhau luôn ha. Thì nhờ anh Nghĩa thì sẽ kể chiếc lưu vú rồi xong dẫn đi qua thăm cái chiếc ghe của Đức Thầy luôn ha anh Nghĩa. Chiếc ghe ngày của Đức Ông. Của Đức Ông. Đức Thầy mượn đi đó ha. Rồi em mời anh ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Nghĩa cũng có duyên lành được dẫn phái đoàn huynh đệ được trở về vùng thánh địa Phật giáo Hòa Hảo. Thì nơi đây là một cái vùng rất thiêng liêng. Nơi đây chính là nơi Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì kính thưa quý vị, thì trong kinh Đức Phật dạy là nếu ai được trở về tứ động tâm, nơi Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập niết bàn, thì phước báo thù thắng. Hôm nay thì chúng ta được trở về vùng thánh địa, nơi mà Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy nói theo chí Thích Ca ngày trước để truyền bá chánh pháp. Thì tôi nghĩ rằng quý vị đây rất nhiều cái phước báo, cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi được trở về vùng thánh địa và được nhận hưởng công đức của Ngài. Và kính thưa quý vị, phía trước chúng ta đây là tổ đình, gọi là tổ đình nơi mà Đức Thầy được sinh trưởng tại đây. Và ở đây là có một cái hàng lưu, quý vị thấy hàng lưu này cũng rất là đặc biệt. Thì cái ý nghĩa cái hàng lưu này là ngày xưa là người ta hỏi Đức Thầy nước mà trong lưu này để chi nhiều như thế, thì Đức Thầy mới nói là sau này á, sau này á thì chết mà chôn không kịp á, thì tôi mới về đó, tôi về để mà tôi trị bệnh cho bá thánh. Vì lúc đó là Thầy nói là sau này có những cái cơn dịch bệnh mà thầy thuốc á, là không có thầy thuốc nào cứu kịp hết, chỉ có dùng phương tiện của phép Phật thôi, để dùng phương tiện để mà trị bệnh cho chúng sanh. Thì đó là vừa trị bệnh thân mà vừa trị bệnh tâm. Ở đây Đức Thầy muốn hàm ý là nước cam lồ đó, để mình dùng cái phương tiện để trị bệnh thôi. Và kính thưa quý vị, thì trong sấm giảng Đức Thầy có nói là tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Thì hôm nay thì mình nghĩ rằng tất cả chúng ta là những người con của Phật mà nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên hôm nay tất cả chúng ta nghe nơi nào mà có Phật ra đời
nơi nào có những vị thánh ra đời thì mình đến để chiêm bái, để thứ nhất là chúng ta được thanh lọc tâm hồn và hướng về tâm linh, thì điều đó là phước báo rất thù thắng. Và hôm nay thì Nghĩa cũng nghĩ rằng là cái hàng lưu này rất nhiều người, rất là nhiều nước cũng đến đây để mà tò mò tìm hiểu coi nước này như thế nào. Thì hiện nay thì quý vị thấy nước rất là trong, nhưng mà là ở đây hầu như là những người có bệnh, bệnh tật, hoặc là những người mà có lòng thành á, thì mình xin một miếng mình uống, hoặc là mình cầu nguyện để cho mình được là tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hay là cho trí huệ mình sáng suốt, rửa mặt cho sáng suốt ha. Thì Nghĩa thì thỉnh để mình cầu trí tuệ thôi, cho nên thì Nghĩa hay thỉnh uống miếng rồi cầu nguyện cho mình có cái trí tuệ, có được cái hiểu biết giáo lý sâu sắc để mà phụng sự chúng sanh. Cho nên thì tùy theo một cái tâm của mỗi người cầu nguyện. Thì và Đức Thầy nói là gì quý vị biết không? Đức Thầy nói là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Có nghĩa là mình thành tâm thì mới có kết quả. Và nếu chúng ta giàu mà thuốc mà có hay mà chúng ta không có thành tâm thì thuốc đó cũng không hay nữa. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là dùng cái tâm chân thật để mình cầu nguyện. Giàu là chúng ta uống một ly nước hay là chúng uống một viên thuốc, chúng ta cũng cầu nguyện cái sự gia hộ, cái thần lực bên ngoài, thì cái thuốc đó nó biến thành cam lồ. Thì hôm nay quý vị nhân viên về đây thì hồi xưa có nhiều người hỏi thầy, hỏi chừng nào thầy trở lại. Vì trong sấm giảng thầy nói thầy đi ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Thì không biết là ít lâu của thầy là bao lâu, không biết chừng nào nữa. Thì Đức Thầy nói là mấy ông nhớ kỹ, sau này mà chết chôn không kịp á thì tôi về ngay đây luôn. Đức Thầy về ngay cái ghế mà trong tổ đình nãy đó, là Đức Thầy nói là ai là đúng, nếu đúng Đức Thầy là phải về ngồi ngay ghế đó. Rồi sau này nếu mà người nào nói thầy, hiện bây giờ cũng có nhiều người xưng là thầy ở đâu đó, nói lâu lâu cái giả khùng giả điên người xưng thầy, không phải, vì nếu thật là thầy thì phải ngồi ngay cái ghế nãy đó, ngay cái mà tổ đình. Và cái lời chúc của Đức Thầy là rất là rõ, là cái hàng lưu này đó là để kỷ niệm, mà sau này cũng như là dùng cái phép Phật thôi, cái phương tiện thôi, chứ không phải là nước thường nha quý vị. Ở đây dìm thấy nước thường, nhưng mà nếu mình lòng thành thì nó là nước Phật ha. Dạ. Sau này nghe, sau này nước đầy chứ bây giờ là nước chưa đầy. Đức Thầy rưới hết tất cả. Thầy rải đó như một phương tiện thôi. Bây giờ đó là mình uống cho hết nước này là bà con ta múc vô đầy nhắn mạnh. Bây giờ thầy trước tiên thì Nghĩa mời anh Lộc nè, cũng từ rất là xa, với chị Mai nè, nhất là hai vị này là xa lắm mà có lòng thành về đây. Thì Nghĩa cũng nguyện cầu Đức Phật, Đức Thầy từ bi chứng minh cho lòng thành của hai vị và che chở cho quý vị chuyến đi được thành công viên mãn và được thù thắng phước báo. Riêng quý vị ở đây thì gần đây chắc đến thường lắm, cho nên cũng cầu chúc chung luôn ha. Cũng được cái phước báo đi, chung đi hoài vậy đó. Thì có đi lên đây hoài hả? Rồi như là mời anh Nghĩa cùng chị thỉnh nước ha, mấy con lấy nước đi lên mình cầu nguyện mình nè, vuốt tóc cho sáng ha, cho sáng cho nó mê mội gì mình tiêu tan, nghiệp chướng gì tiêu trừ hết ha. Dạ. Cho anh cái nè. Vâng, thì kính thưa vị, đây là mọi người mà thành tâm cái gì cứ thành tâm mình giải điều gì thầy độ hết, để lại thầy chứng thì độ hết. Có những cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu thì anh chị cùng với đoàn đi về đây, vì anh chị thì ở Mỹ cùng với đoàn trở về đây để mà thỉnh những cái loại nước này, nước lã nha vị, mà thành tâm đó để niệm Phật và cầu nguyện cho bệnh tật tiêu trừ quý vị. Thành tâm chúng con thành tâm cầu nguyện thần lực của chư Phật mười phương vai linh tổ thầy chứng minh gia hộ cho phái đoàn chúng con, thịnh nước cam lồ này uống vô được trí huệ sáng suốt, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho trí huệ được tiêu trừ sáng suốt và tật bệnh được đẩy lùi hết tất cả. Nguyện cầu cho con được đi về được bình yên vạn sự, tu hành tinh tấn cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây cô
lại với chị. Chúc mấy cô an lạc nha. Sức khỏe nha. Dạ. Đi chung đoàn đó. Dạ, dạ mô Phật. Dạ. Rồi chào. Chúc phải đoàn an lạc ha. Dạ. Dạ mấy cô ơi. Dạ, chúc cô mạnh khỏe. Dạ. Sao anh thành tâm nước lã nên hồ hả? Thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Đó, tâm chí đức ha, cam lồ Phật ban ha. Cam lồ, nước này nước quý lắm. Dạ. Từ cái nước lọc phải biến thành nước cam lồ nghe cái gì? Dạ. Nghe cũng rửa mặt cho sáng chứ. Trí huệ sáng suốt hả? Anh hay rửa mặt lắm. Nàng vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhận quỷ làm trên. À, anh nghe. Hả? Có rửa mặt bằng nước này không thấy mà ánh sáng kìa. Rửa mấy lần rồi. Đức thầy nói màng vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhận ngụy làm trơn. Thì hôm nay mình làm sao cầu nguyện cho nước này uống vô cho nó sáng suốt ha. Tinh thần minh mẫn nhận được chánh pháp, tìm đúng đường hướng của Phật dạy để mình đi cho nó khỏi lạc lầm. Cảm ơn anh Nghĩa. Nè anh tới anh quay cho em coi, tới em rửa mặt coi. Dạ cho Phú uống nè hả, bắt trước nè cho Phú. À cho Phú bắt trước uống nước cho sáng nữa nè. À cho Phú coi cho Phú giá gì đây cho Phú. Nghĩa anh rửa mặt anh sáng quá thì cho Phú mong cho sáng sáng lên giống Nghĩa. Dạ cho Phú cầu và tâm nguyện đọc giảng cho thật hay cho trong của cho Phú. Cho Phú đọc giảng cũng hay nè. Cho Phú về minh mẫn sáng suốt nha, đọc giảng thông thái lên cho bá tánh cho nghe nha. Ngọt ngào ha. Cho gian dội cho trong nha. Rồi mấy cô đâu, mấy cô ra đi. Cảm ơn anh Nghĩa nha. Cho mấy cô ra cái. À kìa nước mía ra tới đây kìa ha. Dạ nước mía, nước cam lồ đây nè, có mấy cô để thỉnh với nước cho mấy cô uống. Vô duyên dưới đây. Trời ơi. Nãy giờ đi mua nước mía ha. Bây giờ một ly nước mía đổi với một ly cam lồ ha. Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn chị. Đặc biệt những cái câu chuyện nãy giờ hấp dẫn quá luôn rồi cô ơi. Cô không vô trơn. Dạ, cảm ơn cô ha. Một hơi rồi. Dạ. Không sao đâu, bây giờ Thiện Nghĩa tặng lại cho cô một ly nước cam lồ đi. Chị, đây em cầm. Ừ, đúng rồi. Nó đứng quay phim vậy. Không sao. À, không quay ha. Không quay thì thôi, nhưng mà cô thỉnh nước này để mình uống cho nó mát mẻ ha. Dạ, dạ. Cầu nguyện Phật Thầy, Phật Tổ gia hộ cho mình sáng suốt, trí huệ được mở mang, bật bệnh kia trừ tai qua nạn khỏi ha. Dạ, chị cứ cầu nguyện gì, chị cầu nguyện đi ha. Đức Thầy dạy mình thành lòng nước lã nên hồ đó. Chị cứ giái đi. Chuyến đi này cầu nguyện cho phải đoàn nước này vô được mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Trí huệ sáng suốt, học Phật đâu thì nhớ đó, tìm đúng con đường chánh pháp, cầu thầy tổ chứng minh gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Sao rồi tiếp tục đi qua bên chiếc ghe, qua thăm chiếc ghe hả? Chiếc ghe nè, chiếc ghe của Đức Ông. Chiếc ghe Đức Ông xong là bắt đầu muốn rửa mặt thì rửa. À. Xong mình đi vô chiếc ghe quay xong rồi cái mình đi về cái gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Là mình đủ giờ. Rồi, tiếp vậy tục ha. Anh. Yeah. À, tiếp tục đi qua chiếc ghe để mà mình sẽ tham quan chiếc ghe. Ủa, chiếc ghe giờ chiếc đóng ghe cửa rồi đó. Ủa, chiếc ghe bên đây không? Chiếc ghe là, này là ngày xưa. Ở đâu? Đây nè. Chiếc ghe này là ngày xưa là Đức Thầy. À, mượn của Đức Ông đi đó. Mà tưởng đâu mắc không á anh chị. Thoàn nhỏ ly gia chị tất nan, giảng sanh du lịch. Nhiều thương quên người ta câu đó. Hàng trăm năm rồi đó. Thương gia lê. Dạ chiếc ghe này ghe xưa. Hồi xưa Đức Thầy đi dạo Lục Châu á, đi thử lòng trăm họ để kêu gọi thức tỉnh bá tánh vạn dân tu hành á. Đức Thầy có làm bài thơ là thoàn nhỏ ly gia dị tất nan đó. Giảng sanh du lịch gì thì nhớ quên câu đó rồi. Quên ha. Lục Châu Giang thương gia lê. Quên đoạn đó hay lắm. Hay lắm mà quên ổ ha. Thức tỉnh ba gia giấc mộng tràng, nhớ câu cuối. Nhớ câu cuối. Thức tỉnh ba gia lúc mộng tràng. Mấy năm mà rồi cũng còn đẹp mới. Dạ, hơn trăm năm rồi.
tám mươi mấy năm về trước của Đức Thầy. Trước Đức Thầy. Trăm năm trước. Này của Đức Ông. Dạ, dạ, Đức Ông. Cả trăm năm á. Rất là đẹp. Thôi bây giờ là thời gian cũng có hạn. Bây giờ anh Nghĩa tặng một đoạn sám giảng cho quý cô chú ha. Thì mình sẽ tiếp tục trở về An Hòa Tự. Rồi, dạ. Mời chị đứng đây ha. Tặng dạ, tặng em chuyện bài ha. Cầm rồi, mình. Tặng một bài ha. Rồi, đứng sát vô luôn ha. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nghĩa xin đọc một đoạn trong sám giảng để chúng tặng đến tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lục tình ai là người trí mạo thức thời tầm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt nhiều. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng trong đổi thay. Chữ phù dân phu quý nay mai, lưng với chuyện dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bằng hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sự những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tình. Ngọc bảo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt phải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh dạng dần giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.
Thầy Phật cảm ơn Thiện Nghĩa rất là nhiều nha. Một vài bạn quay chị Mai Nguyễn cùng với anh nè, cùng với gia đình thấy đi tới đây á, thấy vui không, thấy thoải mái không? Rất là vui, rất là hạnh phúc và rất là không thể nói ra là quá hay quá ha. Lộc thấy sao? Lộc vui rất không? Rất là vui. Rất là cảm ơn anh Thiện Nghĩa, cảm ơn cho Phú rất nhiều. Cho Phú và Thiện Nghĩa có hai xung quanh mấy hướng dẫn được tới tổ đình một chuyến rất là quan hệ. Quý vị cũng có nhiều rất là phước báo lắm, quý vị trở về thánh địa mà hôm nay quý vị về đây là cái ngày mà ít khách đó, thì nghe được dẫn đi, được đọc giảng, được nghe, chứ ngày mà lễ thì kính hết không có được, cho nên quý vị về đây thời điểm này cũng rất là nhẹ nhàng thanh thoát lắm. Cái thưa vị, video thì cũng đã dài, cho Phú sẽ mời anh chị cùng với đồng sẽ tiếp tục đi về An Hòa Tự, cái nơi của Đức Thầy khai sáng đạo. Và xin cầu chúc cho đoàn mình lúc này đi về rồi là giải hết quả căn và có nhiều điều may mắn đem đến cho anh chị ha. Cảm ơn cho Phú nhiều. Vâng, kính thưa vị, video cũng đã dài, cho Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và bạn sự bình an đem đến cho vị nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Bye. 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 Bye.